100 triệu đồng đối với tổ chức nào liên kết với thương lái nước ngoài thu gom thủy sản trong nước, còn cá nhân sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Đây là một trong những điểm mới trong dự thảo nghị định về quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. Phản ứng trước thông tin về dự thảo, nhiều doanh nghiệp thủy sản đều đánh giá đây là quy định tích cực, một giải pháp hay giúp ngăn chặn tình trạng tranh mua thủy sản trái phép của thương lái nước ngoài, góp phần giải quyết vấn đề thiếu nguyên liệu của doanh nghiệp trong nước. Theo các doanh nghiệp thủy sản thì thời gian qua, thương lái nước ngoài sang thu mua nguyên liệu thủy sản rất nhiều. Họ thu gom đủ loại, từ cá vụn giá rẻ dùng làm thức ăn chăn nuôi đến tôm, ghẹ, cá ngừ đại dương, với giá cao hơn giá doanh nghiệp Việt Nam thu mua. Trong khi nguyên liệu nội địa chảy sang nước khác thì doanh nghiệp Việt Nam lại luôn trong tình cảnh đói nguyên liệu. Đa số doanh nghiệp phải nhập 60-70% nguyên liệu về chế biến mới đảm bảo hoạt động sản xuất.